hồi, dạ không đàn hồi. Trời ơi trời, như hai cái lò xo vậy mà không đàn hồi. Tới công chuyện cho. Chứ tôi không có bướm. Thì tại bây giờ bà không mà làm con bướm. Tào lao anh ơi. Nói kìa. Tào lao. Nói nào má. Bữa đó ông nói. Không có. Bà thấy vậy tôi có chồng có con rồi má. Dạ, mới dậu rồi nói đừng ấy, dậu này dậu này dậu ấy đừng có đưa dòng kia nha. Đó ông sức đi ông mê luôn đó. Thôi về đây mê tôi số ông à. Ông trai thẳng mà. Ồ, phạm ngọc trai ông á, thẳng của tôi là tôi lấy đàn ông mạnh mẽ. Gặp gái là ông thẳng, mà gặp trai là ông không. Thôi bà lấy ông đi, rồi bà đưa bát cho tôi hoài à. Chỗ tập cười lên một cái nhìn mặt chú nó hiếp dâm vậy á, kha kha kha. Giống ai nhìn ai cũng sáng cũng đẹp còn nhóm. Rồi ok, cảm ơn chị Phương Nguyễn nha. Bữa chị Nhiên qua Thái Lan chỉ chỉnh lại em bé. Đúng rồi, thấy ABCD ơi. Qua đi đi chỉnh lần. Phương Nguyễn nhìn chị nha. Trời ơi. Phương Nguyễn nhìn gì chị Nhiên vậy? Trời ơi, anh Phương Nguyễn giờ anh nhìn lên mình nhìn xuống luôn á giờ. Ảnh nhìn sao mình thân chuyện giới mà sao không giống vợ ảnh nè anh. Nói hay quá chị Phương Nguyễn. Anh khám thử coi bà giống em không? Đâu. Thôi nha, thiệt luôn á, nhưng có hàng vợ đâu. Cái này ta giảm hay gì? Thì tôi thấy là cha xanh để nha, ta để vậy luôn. Còn cái này là nó tự làm lại. Ôi má ơi, con cũng vậy má. Đúng ơi. Không, không, không có phải. Nhiên là người, Nhiên là còn chinh luôn. Tại lâu quá Nhiên đâu có ăn ở, còn chinh. Nhiên là đâu có chặt hôn thôi. Tấn Nguyễn ơi, em đừng có môn chị Nhiên nhé. Ca ca ca, trời ơi. Bà còn chinh. Trời ơi, quên lối về nha. Ồ, quên lối về luôn rồi. Chắc ở đây nhớ. Tôi cũng quên lối về ta. Ôi ơi, ở đây ta cũng bằng da bằng thịt chứ ở đây không lẽ bằng inox cái gì. Bằng da bằng thịt nhưng mà đang ngủ nghĩ tới. Cái này nó khổ thật, chỗ này là thiệt đúng không? Cái da này, thằng nào mà nói gì tôi giả vô mặt. Tôi nói giờ anh coi coi này bằng da bằng thịt hay bằng cái gì chắc xấu. Chắc ở đây không ngon. Ôi đất ơi, ai bự hơn? Trời ơi, ai bự hơn? Trời ơi. Ơi. Đàn hồi. Dạ không đàn hồi. Trời ơi, trời như hai cái lò xo vậy mà không đàn hồi. Tới công chuyện cho. Sao và hai cái giả lộn nhau. Tại đó là ông là quên lối về đó là ông đừng có đụng vô. Trời ơi, chắc mê bà. Trời ơi. Má vui dễ sợ. Má này là má ché tắt rồi má mấy. Bữa đây nè, bà lắc được như tôi không nè. Ờ, đó. Thì tôi gần muốn sức lên rồi. Bảo đây là ta hả? Cái này phải ông xuống là quá. Ông muốn ông tự nhiên cái nằm xuống phải nghiêng qua một bên. Nghiêng đâu? Nó nghe này rồi, bài đó nè, cái nắp là hè. Mà không, cô đang quấn bài tứ sắc mà cho ăn ngoài sao cho con bú là cái đó. Nghiêng xíu thôi, đâu phải dài đâu đúng không? Ông làm cái gì cũng phải có. Chắc đúng rồi, làm gì mà cần có lôi được. Nhìn nha, nhỏ nhỏ mà có vợ. Trời ơi, ông kinh. Má ơi, má đưa ra thể hiện cho ta biết đi. Ừ. Má chứng minh gì vậy? Tôi mà tính gờ nè, Người ta còn kinh mà tự nhiên ta phơi bày ra cho mọi người thấy, đúng không? Đưa tôi gờ. Người ta chỉ có giao cho một người. Người đó thương mình thương người đó. Mà tính thương bà nè, bà giao đi. Ông không có thương, ông chỉ thương người khác rồi. Có bà gờ thử. Bà nói chuyện thiêng liêng, mà có gì đó mà gờ. Cái mặt bà này chắc xíu hả? Chơi gì nữa? Má này là người đàn bà hai lưng chị em với bà xưng. Nghĩ má chơi gì con. Má đâu có kiếm chuyện con, từ nãy giờ con không môi. Má ôi môi, má còn bị dính phốt nữa. Đã má ôi môi rồi má còn bị dính. Thì đúng rồi mọi người, tại vì bà dì xưng bây giờ là giả trai. Thì má mới thẻo. Thôi thẻo tốn tiền đó bà nội. Quá trời quá lắm. Đã dụng tiền mới gần 3 tiếng rồi. 12 phút nữa 3 tiếng. Chắc lại thêm xíu nữa xuống lại. Mê á, thẻo. Nhiều nó lại. Ừ đúng rồi, vui vẻ rồi, nói chung mỗi ngày. Đúng rồi. À, anh Vũ, 3 ký nói đến sáng luôn, trời ơi, em mắc cười chị Nhiên. Con kiến làm em hư tủ lạnh. Bữa nay Nhiên mở miệng nói quá trời, đúng rồi. Con kiến làm hư tủ lạnh, cái clip đó lên quá trời luôn. Kìa, à, cự kinh quá, Nhiên còn kinh phải vậy không? Kìa, anh Vũ Nguyễn hỏi kìa. Dạ, tại vì Nhiên thì đúng rồi, lâu không có ai đụng cái bạn còn chân. Những màu đó giờ có ai đụng không? Còn mà hai ba đứa rồi má. Một đứa rồi má. Ê, một đứa thánh thằng ơi, trời đứa bé còn trọt ra được hay má ơi? Trọt thì trọt chứ đúng không? Mà người ta lâu quá, cái gì ông mà phải lâu quá ông xài nữa, bạn còn mới. Dạ, ông xài không hoài, nó lại nó không có chất lượng. Chẳng bằng bà, chẳng bằng bà bị ế để lên meo lên móc. Chứ không phải là mình ế, mà là mình giả bộ mình nói mình. Không, Nhiên là trao cho
cho người nào mà người đó thương thiệt tình mọi người. Kệ trao cho chế Dũng kìa. Chế Dũng không có. Chế Dũng anh chơi hai hại đó. Bà nói nghe là vậy cái hù đó đó mà người đó có thương mà không mà bà trao. Người sao không ở bên nữa. À, sao chia tay? Mới đổi đời, hy sinh là cho mình. Dạ. Yeah. Chị Nhiên có dính cái vụ 6 người bị bên Thái Lan không? Dạ không, không có làm bậy. Nếu mà Nhiên làm bậy là Nhiên cặp tụng cho người, tại sao Nhiên cậu chinh tới. Người ta hỏi cái vụ 6 người bên Thái Lan là chị Nhiên nói gì cặp bậy. Chị liên quan đến cà phút lông mà. Đúng rồi, chị Nhiên chứ. Liên quan tới cà phê phút lông mà. Anh thiện quá má ơi. À, má này với má bánh bông lan học chung với mày. Má này với má bánh bông lan là chung một ông thầy, chung một sư phụ luôn. Trời, cái môn phái gọi là gái nhà lành. Cái môn phái gái nhà lành. Bí bánh bông lan chơi bài. Mình không có nói là mình đúng rồi bao trời cầm phay chào cả nhà cả nhóm A rồi chào anh Mộng cầm hai ngón nha ba anh Long nha Nhiên ơi có chuyển khoản chưa Nhiên mai mốt đây nhà nước quân công 3-4 ông bà vô một nhà trời ơi hỏi có chồng chưa hỏi có chuyển khoản chưa vậy dạ, Nhiên ơi có chồng chưa lộn ông đọc cái gì vậy? Ông thuyết minh là chết người ta luôn khuya quá anh đi ngủ nha chào cả nhóm nhé chúc bình an may mắn đến với mọi người rồi cảm ơn Long nha hôm nay đã ủng hộ em một đơn 6,5 triệu nha anh ơi chúc anh Long ngủ ngon nha anh Long rồi cảm ơn anh nha đã lên mong cho anh Tuấn Nguyễn khí hàng với gì sưng chúc anh Long ngủ ngon mơ đẹp nha anh Long chúc anh Long ngủ ngon mơ đẹp dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài anh nhớ mơ về bánh trái ăn cơm cháy trà bông nha trời ơi lâu quá không xài hay bị sống bị xét à cái đánh Vũ Nguyễn lâu quá không xài coi bị xét cái đút không có vô đồng nhà sao nữa cái gì mà khó vô thì nó mới đã trời ơi tự nhiên cái xong hết hồn luôn kìa ủa khó vô mới đã cái gì cái ông làm gì ông khó vô là ông hết hồn là ôi cái gì đâu mà ngon dữ vậy ngon dữ vậy cái ngày nào tôi nghe bà nói chứ tôi không nghe ai nói chứ trời ơi quỳ mày mở cái điện thoại coi má ơi nhỏ hay bự anh nhỏ sắc lạ trời ơi nhỏ mà có vỏ trời ơi nhỏ má ơi trời tượng chân thôi tượng chân chắc đây sao cũng được anh thấy ông hàng Trung Quốc to không mà không có gì hết trong siêu hư tội nghiệp bà quá à kệ chị Nhiên có chơi lết với Phan Quỳnh Anh Phan Nguyễn không dạ có biết ai Phan Nguyễn đâu ý là Phan Kim Liên á Phan Kim Liên coi như đâu có biết ờ đó giờ không biết Phan Kim Liên là ai luôn hả trời ơi hay quá nói mà nói lại cũng về cái cơm trái mình à mọi người ơi nhớ vô Facebook Nguyễn Mạnh Cầu ủng hộ giày dép túi xách nha mọi người trời ơi em với chị Nhiên là con gái chân yếu cây mềm trời ủa luôn lại luôn lại ơi lại em mềm nhở lại cũng lại chút cười lại đó à cười chết Nhiên ơi rồi anh Long không ngủ được luôn kìa ca nói gì là làm lý quá Nhiên có duyên à. Đó, Nhiên có duyên à. Bị rỉ sét dễ bị phong đòn gánh lắm Nhiên ơi, cái nói đồ bị rỉ sét rồi. Đó. Trời ơi. Bị rỉ sét mà đút vô dễ bị phong đòn gánh. Chắc anh hàng dở quá bị sét. Trời ơi nó dở. Không. Nhưng mà chị thử đi có bị sét không? Chị thử chưa? Không ngon lành cha. Sao chị biết ngon lành? Thì mình cảm nhận đồ mình không. Nhưng mà hồi đó giờ là có ai test thử chưa mày biết ngon má ơi ờ lỡ cái nút vô nó bị nói, nó bị kẹt hay sao test thử á là không biết lối về luôn trời ơi rồi mấy má ơi mọi người trên đời này đừng bao giờ tin hai thứ một là lời quảng cáo hai là lời hứa của đàn ông trời ơi má này má quảng cáo là biết hàng không ủa đàn ông chứ bộ như là đàn bà mà như tôi nói làm mà bà quảng cáo tôi nói bà quảng cáo nói chuyện quên nó về phải giống như trên trời rớt xuống á không hiểu gì đâu nói đàn này má hiểu đàn kia con có nói vấn đề đàn ông đàn bà này mà con nói má là má quảng cáo quảng cáo là má không ngon thì thử đi giờ biết đúng không rồi tới nữa hả bánh luôn làng nào thử sao nó biết bây giờ có thằng nào tự nhiên chứ Tuấn Nguyễn nè đang người ta đang giữ chân nguyên mà tự nhiên chơi đi mà giữ tới xuống lỗ luôn đi má cũng phải có một cái gì đó à, ý là phải có cái của nó mới mến với em anh bảo bọc em anh lo cho em tự nhiên cái thử đi đúng không mình đâu còn giá trị đâu thì bà ta cho bà thử đi nếu ngon thì tao mới bảo bọc chứ chơi bảo bọc bà già rồi chứ bà đâu còn trẻ cũng giá 18 thì sao vậy má anh lấy mấy đứa 18 đi
Trời ơi, ăn đi em. Cổ này anh về hả, anh ta lao chung cho anh luôn, anh còn muốn cái gì nữa. Người ta ăn không được, người ta đút cho anh. Ủa nó nghe nè, người ta kiếm vợ, người ta kiếm vợ đẹp, vợ trẻ chứ không có ai kiếm oxyen hết trơn á má. Đâu ai kiếm bảo mẫu đâu, kêu nằm mà đó, người ta đâu có bị liệt đâu. Em ăn đi, ăn xong á, thêm chai. Trời, người ta thương vợ, người ta thương vợ, người ta chiều chuộng vợ. Cái này mà nói đi cộng đồng mạng nghe, mấy gái trẻ được là nó biết nó tìm cái cây Facebook nó tấn công nhắn chịu nha. Đó. Nói nó đâu có gì đâu, nó vui à. Bà nói vậy không đúng. Người ta nói vui thôi mà ông này ông đệm cho một câu á, tôi mới không có đọc á. Ê, gì mà lời vui. Người ta tìm vợ, người ta tìm tình yêu, với ông vợ người ta trẻ, người ta đẹp, người ta cưng, người ta nâng như trứng, hứng như bông, người ta nói à vợ người ta trẻ đẹp quá, mặc bộ đồ này đẹp, ta thiệt còn mua sợi dây chuyền, mua chiếc nhẫn được cho đeo cho nó sáng sủa. Đó, nhưng mà nói à, lấy chồng về để lau chân nè. Ủa, người ta đâu phải tìm bảo mẫu, người ta đâu phải tìm oxyen đâu này kia. Nhưng mà lấy trẻ quá thì mình sợ vậy đúng không? Ta chấp nhận. Ta chung cấp cho đầy đủ không? Cấp đầy đủ nó cũng đi được. Đúng. Nếu không còn lấy bà già làm gì, lấy bà già đi dưỡng già. Trời ơi, dưỡng càng già càng cay. Trời ơi, thấy là không ngon rồi. Trời ơi. Anh ăn cái gì mà thiếu ớt là anh thấy hết ngon. Để lát tôi nên tôi bớt. Bớt đi rồi.